Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video này. Hôm nay thì bên em sẽ có một cái chương trình xả kho giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề giá rẻ. Tất cả các dòng sản phẩm ngày hôm nay thì bên em sẽ giảm giá đến kịch sàn cho các bác nhà mình. Khi mà các bác có nhu cầu quan tâm muốn đặt mua cái mã sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới Trung tâm Điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200, hoặc các bác chỉ cần để lại số điện thoại bằng chữ ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhà mình. Khi mà đặt hàng tại Trung tâm Điện máy Ngọc Mai thì các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác, các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là sẽ có đơn hàng đó. Thì hôm nay thì rất là nhiều các mã sản phẩm hay, em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình nhé. Khi mà các bác đặt hàng, các bác lưu ý là gọi điện thoại trực tiếp hoặc nhắn tin thì các bác nhớ là báo cho bên em đúng cái mã sản phẩm nhé. Ở trên này em nói mã sản phẩm tên là gì thì các bác khi đặt hàng thì các bác lưu ý là đọc cho đúng cái tên mã sản phẩm lại, để làm sao mà bên em chốt đơn cho các bác là sẽ không bị nhầm, không bị sai mã coi nhá. Đấy, hôm nay thì có rất là nhiều các dòng sản phẩm mới này và những cái mã sản phẩm này, ngày hôm nay em sẽ chi tiết cụ thể cho các bác lần lượt từng mã luôn và sẽ báo giá để cho các bác nhà mình được tiện cùng tham khảo và lựa chọn. Đấy, rất là các nhiều các dòng sản phẩm hay. Ngày hôm nay thì các bác mà quan tâm cập nhật được cái video này, các bác hãy nhanh tay liên hệ đặt hàng. Đó, thì nhiều những cái sản phẩm hàng thanh lý thì cái số lượng nó không còn nhiều, nên mà các bác quan tâm đang cần cái mã nào thì các bác hãy nhanh tay liên hệ thì các bác sẽ có đơn hàng. Một cái mã sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay mà em sẽ tri ân thanh lý cho các bác nhà mình, đó là một cái bộ máy khoan bê tông. Em xin lỗi, khoan này là khoan tay, khoan đầu 13 ly. Đấy, đây. Với cái mã sản phẩm này thì các bác nhà mình xài gia đình cực kỳ là ok. Đó, cái mẫu mã của nó này các bác này. Đó, đẹp tuyệt vời mặt trời luôn nhá. Khoan kim co la ki. Đó, một cái con máy khoan gia đình sẽ có đầy đủ phụ kiện cho các bác nhà mình như này. Đó, em có mở nguyên một hộp ra nhá. Đấy, khi mà các bác đặt mua thì nó sẽ có nguyên hộp như này luôn. Cái khoan này các bác gọi cho em là khoan điện màu trắng, khoan phụ kiện nhá. Cái con này thì nó sẽ là đầu với 3 ly này các bác này. Đầu với 3 ly. Đấy, cái mẫu mã của nó rất chi là đẹp và chắc chắn như này luôn cho em. Nó sẽ có chức năng búa để cho hỗ trợ các bác có thể là sử dụng khoan đường được luôn. Đó, và con này thì cái thông số của nó sẽ là 680W, vòng tua là 3000 vòng trên 1 phút. Đó, đầu khoan sẽ là đầu 13 ly như này nhá. Đầu khoan 13 ly. Đấy, đầu 13 ly là các bác sẽ lắp được đến cái mũi khoan 13 ly đổ lại cho em. Đó, thì nó sẽ có búa để cho các bác có thể hỗ trợ khoan tường cực kỳ là ok luôn. Công suất là 680W nhá. Và công tắc thì sẽ có đảo chiều như này và điều chỉnh tốc độ ở đây. Đấy, các bác nhìn thấy cái mẫu mã nó rất chi là đẹp. Đấy, nguyên hộp như này luôn nha các bác nhá. Đấy, nguyên bộ sản phẩm như này chỉ với mức giá là bao nhiêu ạ? 450.000 đồng thôi. Bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác. Riêng cái mã này, đấy các bác gọi cho em là máy khoan điện xám, khoan 13 ly có phụ kiện cho em. Giá cho các bác là 450.000. Bên em sẽ miễn phí ship nhá. Đấy, một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi. Và với cái mã sản phẩm này ngày hôm nay em chỉ còn khoảng độ 2 thùng nữa thôi. Nên là bác làm mà đang quan tâm cái mã này thì các bác hãy nhanh tay lên đơn thì các bác sẽ có cơ hội được sở hữu một cái con máy cực kỳ là đẹp và chắc chắn như này. Và với cái mức giá thanh lý là 450.000. Đó, tiếp theo thì là em sẽ chi tiết tới các bác máy cắt cầm tay. Đó, hôm nay thì là em sẽ thanh lý cái mẫu máy chuôi dài. Đây là con máy mài kim co la ki. Đó, một cái con máy màu đỏ cực kỳ là đẹp luôn. Thì với cái bộ máy này nó sẽ có nguyên trọn bộ nhảy cho các bác luôn. Đó, sẽ có một máy này, tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ như này. Các bác sẽ có 3 món sản phẩm này. Và thương hiệu máy là hàng công ty chính hãng máy kim co la ki. Nhưng mà khi đặt mua cái mã sản phẩm này, các bác alo trực tiếp các bác báo bên em là máy mài đỏ chuôi dài cho em. Đó, hôm nay thì cái mã này sẽ được thanh lý giảm giá đến kịch sàn cho các bác luôn. Đấy, em sẽ quay cho các bác cái thông số luôn này. Con này thì công suất của nó sẽ là 900W, vòng tua là 11.000 vòng trên 1 phút. Máy một tấc nha các bác nha. Con này thì nó là hàng công ty chính hãng, dây đồng ruột dài cho các bác. Sử dụng công tắc bóp chua như thế này. Đấy, những cái máy mà sử dụng công tắc bóp chua như này thì các bác sử dụng nó rất là dễ làm. Đó, và nó an toàn nữa. Máy thì là máy một tốc rồi. Các bác có thể là sử dụng được các hộp lưỡi mài phim 100 giúp cho em nhé. Đầu máy nó sẽ là đầu hợp kim nhôm như này. Đó, một con máy rất chi là đẹp và chắc chắn như này. Các bác sẽ sử dụng cắm điện trực tiếp 220V. Đấy, máy cực kỳ là ok luôn này các bác này. Đó, và ngày hôm nay thì là em sẽ thanh lý cái mã này cho các bác với mức giá là 350.000. Đấy, các bác sẽ có nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này. Ngoài ra là em tặng thêm
thêm cho mỗi bác là một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50 ngàn như này. Đấy, lưỡi cắt khủng long. Đi theo máy là không có lưỡi cắt nhá, nhưng mà hôm nay em thanh lý với giá 350, nhưng em sẽ tặng thêm cho mỗi bác là một cái lưỡi cắt gạch đa năng trị giá 50 ngàn như thế này. Tính ra thì cái con máy nó cực kỳ là rẻ đấy. Nếu như mà trên thị trường để các bác mua một cái con máy mài chất lượng hàng chuôi dài như thế này với mức cái giá 350 thì em khẳng định là không bao giờ có. Đấy, 350 là bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc cho các bác luôn rồi. Bao giá toàn quốc cho các bác, khẳng định không có một cái đơn vị nào có thể gửi cho các bác một cái con máy ok như thế này. Và với mức giá 350.000 lại còn tặng thêm một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50.000 nữa. Đấy, và riêng cái bạn máy mài này thì em chỉ còn bấy nhiêu đây nữa thôi. Đó, nó có tầm độ 2 thùng nha các bác nha. Nên là các bác nào mà chốt cái mã này thì là nhanh tay giúp cho em, thì là các bác sẽ có đơn hàng này. Giá 350.000, các bác gọi cho em là máy mài chui dài màu đỏ cho em. Đó, khi mà các bác có những cái con máy mài cầm tay như thế này rồi, các bác mà cần thêm những cái phụ kiện nhá, chẳng hạn như là hôm nay em còn một ít cái đĩa xích này. Đây, đây là cái đĩa xích tròn, các bác gọi cho em là đĩa xích tròn. Cái đĩa này là đĩa một tấc nha, các bác sẽ lắp vào máy cắt hoặc là đấy như cái máy cắt pin hoặc máy điện, chẳng hạn như cái con máy mài 350 này này. Đấy, các bác mua thêm một cái đĩa xích tròn như này nữa về các bác lắp vào, các bác để cắt cây cắt củ nhá. Đấy, cái hàng đĩa này là em lấy về cho các bác là cái loại tốt, nói tốt loại đẹp, và giá thì là một cái mức giá thanh lý cho các bác luôn, giá 70.000 một đĩa nha các bác nhá. Đấy, 70.000 một cái đĩa xích tròn như này, quá là rẻ luôn. Đấy, các bác mà có những con máy mài này thì các bác luôn chốt luôn thêm một cái đĩa xích này nữa các bác đi chung nhá, thì là 70.000 một đĩa. Đấy, 70.000 một cái đĩa xích tròn như thế này. Nhưng mà cái đĩa xích này thì không được bao ship đâu. Nếu như mà các bác đi chung máy mài là các bác sẽ được bao phí ship luôn. Đấy, hoặc là các bác mà không dùng đĩa xích thì các bác có thể dùng sang bộ lam xích. Đấy, ngày hôm nay thì em cũng sẽ thanh lý cái mẫu lam xích này cho các bác nhá. Cái bộ lam xích này thì nó là cái mẫu lam xích 12 inch. Đấy, đây là 12 inch. Cái lam của nó sẽ dài 34 cm. Cái mẫu nó như này này các bác này, có từ cái phần màu đen này hất lên. Khi mà các bác mua lam xích thì là nó sẽ không có đi theo máy nhá. Đấy, các bác phải có máy sẵn rồi thì các bác mua thêm bộ lam xích như này về, các bác lắp vào những cái máy cắt như thế này là các bác sử dụng cắt cây cắt củ rất là ok luôn. Thì nguyên bộ lam xích phía bên trong nó sẽ có như này là các bác này, một lam này, một xích nhá. Đấy, đây, những cái tay cầm này, ốp chắn này, ốp này, đầy đủ hết như này cho các bác nhá. Và có cả cái loại đựng dầu như này nữa. Đó, thì cái bộ lam xích này ngày hôm nay em thanh lý cho các bác là giá 180.000. Đấy, các bác lấy đập một bộ lam xích cho em vẫn gửi giá 180.000 và còn được miễn phí ship luôn. Thì cái bộ lam xích này là bộ lam xích 12 inch, cái lam của nó sẽ dài 34 cm. Đó, giá rẻ chưa từng có luôn cho các bác nhà mình, 180.000 thôi các nhá, 180.000 thôi là còn được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Đấy, một cái bộ lam xích cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Đó, các bác để chốt nguyên bộ máy này rồi lam xích, hoặc là các bác mua riêng bộ lam xích là bên em vẫn gửi toàn quốc cho các bác luôn. Đó, tiếp theo thì là ngày hôm nay là em sẽ thanh lý cái lô này, là cái lô đấy, đây là cái bộ sấy này, máy sấy tóc nha các bác nha. Đây là máy sấy tóc này, máy sấy tóc 5000W này. Đó, cực kỳ là mạnh luôn. Cái này các bác sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V nha. Đó, đây máy sấy tóc thì là ngày hôm nay em thanh lý cho các bác giá là 200.000 nha các bác nhá. 200.000 có được miễn phí ship luôn. Đấy, thì với cái mẫu sấy tóc này, thời gian vừa qua các bác hỏi rất là nhiều luôn, nhưng mà nó hết hàng hôm nay mới có hàng này các bác này. 200.000 thôi các bác sẽ được miễn phí ship, và cái máy sấy này nó sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V. Đấy, các bác có thể là sử dụng để khò lắm cái vật gì đó, hoặc là gia đình mà có những em nhỏ ấy. Đấy, em nhỏ hoặc các bác phụ nữ mà khi gội đầu các bác muốn được tóc nó khô nhanh. Đấy, hoặc là những cái mùa mưa gió ấy, mùa mưa gió mà quần áo nó ẩm mốc nó không khô hết ấy, thì các bác có thể sử dụng cái này để sấy rất là tốt nhá. Giá là 200.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ là rẻ. Công suất 5000W nha. Siêu mạnh luôn này các bác này. Các bác gọi cho là máy sấy tóc nhá. Máy sấy tóc là 200.000 thôi, là bên em sẽ hỗ trợ miễn phí giao hàng trên toàn quốc cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là ngày hôm nay là em sẽ thanh lý cái còn một ít cái lõi lọc nước này các bác này. Đây, lõi lọc nước thì là ngày hôm nay là em sẽ thanh lý là đây là bộ 3 lõi nha các bác nha. Đó, bộ 3 lõi 1, 2, 3, giá là 100.000 cho em. Đấy, còn đây là quả số 4 này. Quả số 4 thì là 200.000. Bác nào mà đi nguyên bộ 4 quả luôn thì em sẽ giảm giá xuống là tính là 280.000. Là sẽ có 4 cái lõi lọc nước như này, 1, 2, 3, 4. Đấy, là đây là lõi lọc nước đa năng nha các bác nha. Phía bên trên này thì em sẽ có bộ lõi 1, 2, 3 là lõi lọc nước của hãng Aqua. Đấy, thì giá của nó sẽ là 150 là 3 cái lõi Aqua này. Nó sẽ đánh số 1, số 2 và số 3. Đấy, các bác có thể chọn mẫu nào cũng được. Và hai cái mẫu này nó đều là cái lõi lọc đa năng, các bác sử dụng cho máy lọc nào cũng đều vừa hết.
Đó thì máy lọc từ căng Garu này hay là Carofi là các bác vẫn có thể lắp vừa hết nhá. Vừa hết tất cả các loại máy lọc trên thị trường lên là các bác sử dụng thì cực kỳ yên tâm. Cái này thì nó dễ thay dễ làm, các bác có thể mua về tự thay thế trong gia đình cũng đều rất chi là ok. Đấy, các bác có thể lựa chọn như nào thì cứ báo bên em nhé. Còn đây là cái bộ dao kéo làm bếp, là hôm nay em còn mấy bộ nữa em thanh lý cho bác luôn nhé. Đấy, cái bộ này nó sẽ có 6 món này. Một cái kệ để dao này, một con dao chặt này, một con dao thái này, một con dao gọt hoa quả này, một cái rũa này, một cái kéo này nữa nhá. Và cái kéo này thì nó rất là nhỏ, cái kéo này các bác chỉ sử dụng cắt đồ ăn chín được thôi. Đấy, bộ này thì nó sẽ có combo 6 món như này luôn, giá cho các bác là 250.000. Đấy. Chất liệu của nó là da thép trắng cao cấp, để các bác sử dụng rất chi là bền, sạch và sắc luôn. Đó, thì cái bộ dao kéo này các bác gọi xem là bộ dao kéo bếp, dao kéo Nhật 6 món. Giá cho em là 250.000, là bên em miễn phí ship cho các bác nhá. Đấy, thì hôm nay thì còn có rất là nhiều các dòng sản phẩm hay mà em sẽ chi tiết lần lượt tới các bác luôn. Thì sang cái phía bên kia thì là có rất là nhiều các mạ máy khoan bê tông. Đặc biệt là hôm nay em nhấn mạnh tới các bác nhà mình một cái bộ máy khoan bê tông của Boss này. Đây, em còn lẻ một ít này nữa là em thanh lý lốt luôn để cho nó hết luôn nhá. Thì đây là khoan bê tông Boss. Với cái khoan bê tông này thì bên em nó bị vỡ hộp, nó không có hộp đựng nha. Đấy, cái hàng này thì bao xài bao ngon cho các bác luôn. Giá cho các bác nhà mình thì hôm nay giá sập sàn luôn, giá là 650.000. Thì nó chỉ có máy và tay cầm thôi, khi các bác mua nó sẽ có một cái tay cầm đi theo. Đây, con máy này là máy 3 chức năng, máy bót 3 chức năng. Có đảo chiều đây nhá, đầu gài này, đầu mũi khoan 2.26 cho em. Công suất là 800W. Đó. Thì cái mã này các bác gọi cho em nào khoan bốc không hộp nhá, khoan bê tông bốc không hộp. Giá cho các bác là 650.000. Thì nó sẽ có máy và tay cầm thôi, không có kèm theo hộp đựng. Mũi khoan, mũi đục là cũng không có đi theo nhá. Đấy, giá quá là rẻ cho các bác luôn, 650.000. Các bác được miễn phí ship trên toàn quốc. Số lượng nó chỉ còn bấy nhiêu đây thôi này các bác này. Đấy, bác nào mà chốt cái mã này thì nhanh tay cho em, vì là số lượng nó còn rất chi là ít. Các bác gọi cho em là máy khoan bê tông bót không hộp cho em nhá. Đó, tiếp theo thì hôm nay là em còn một ít bơm đạp chân nữa này. Bơm đạp chân thì các bác sử dụng để bơm hơi xe, xe máy, xe đạp, ô tô. Đây, em sẽ có hai mã như này. Cái mã này thì là mã bơm 1 bít tông này các bác này. Bơm 1 bít tông thì giá là 180.000, em miễn phí ship nhá. Đó, đây. 180.000 em miễn phí ship luôn. Còn đây là bơm 2 bít tông nữa các này. Bơm 2 bít tông thì sẽ là 250.000 miễn phí ship. Đấy, cái bơm 2 bít tông thì nó sẽ mạnh hơn. Đó. Cái 1 bít tông thì nó nhỏ gọn này. Nếu như mà gia đình các bác có những em nhỏ mà hay đi xe đạp điện đi học ấy thì các bác phải mua cái bơm 1 bít tông như này để trong cốp xe cho các em, sử dụng rất là tiện. Lúc là xe hết hơi cái là mình có thể bơm được luôn. Đấy, thì bơm 1 bít tông như này là 180 là các bác bơm xe đạp, xe máy nhá. Còn bơm 2 bít tông thì sẽ là 250 là em hỗ trợ miễn phí ship luôn. Cái này các bác có thể bơm được ô tô. Đấy, bơm xe máy, xe đạp, ô tô được luôn. Đấy, các bác có thể lựa chọn bơm 1 bít tông hoặc là 2 bít tông nhá. Đấy, còn khoan bê tông thì em còn rất là nhiều mã luôn. Như cái con khoan bê tông đỏ này thì giá cho các bác là 999.000. Đó, cái thương hiệu này. Đấy, thương hiệu nó như này nha các bác nhá. Hàng công ty chính hãng cho em. Con này công suất là 800W này. Đấy. Cái này nó sẽ có nguyên bộ nha các bác nha. Một máy này, tay cầm này, ba mũi khoan, hai mũi đục đi theo, một hộp đựng như này luôn. Giá 999k. Còn ok hơn thì các bác sử dụng sang cho em cái con Detone này nhá. Đây là con bê tông đầu gài của Detone, bê tông 3 chức năng đầu gài có đảo chiều như này. Con này là vẫn nguyên hộp và theo phụ kiện ba mũi khoan, hai mũi đục luôn. Giá cho các bác là 1.150.000. Đấy, con này thì công suất cực đại là 1.050W luôn. Rất là mạnh nha các bác nha. Giá là 1.150.000. Đó, còn sang cái phía bên này thì em còn máy bê tông xanh này các bác này. Khoan bê tông xanh. Đấy. Giá cho bác là 999.000 nhá. Con này công suất 800W. Đó, đầu 2.26. Máy 3 chức năng như này. Vẫn nguyên hộp cho em. 3 mũi khoan, 2 mũi đục đi theo, kèm thêm một đôi chuỗi than này nữa này. Đó. Con này các bác gọi cho em là máy khoan bê tông xanh. Đấy, hàng nội địa Trung Quốc nha. Sử dụng rất là ok luôn. 800W, giá cho các bác nhà mình là 999.000 thôi, miễn phí ship luôn nhé. Đó, còn bên này thì sẽ là con máy khoan bê tông của Saikyo, hàng thương hiệu đến từ Nhật Bản đây. Đấy, con này thì nó là hàng Saikyo chính hãng nha.
sản xuất theo công nghệ Nhật Bản và lắp ráp ở Trung Quốc. Đấy, một cái con máy hàng công ty cực kỳ là đẹp và chắc chắn như này. Nguyên hộp cho các bác kèm theo 3 mũi khoan và 2 mũi đục máy 3 chức năng có đảo chiều. Công suất là 1050W. Đấy, các bác nhìn từ cái màu máy nó cũng rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Và sử dụng điện trực tiếp 220V luôn. Cực kỳ là tiện lợi cho các bác nhá. Đấy, con này có giá là 999.000 thôi. Đấy, riêng về khoan bê tông của Sageo này còn rất là ít. Nên là các bác chốt thì các bác nhanh tay cho em này. Giá cho các bác là 999.000 nha. Đó, còn khoan điện thì em sẽ có khoan của Daken. Khoan này khoan 10 ly của Daken. Các bác đi bắn máy tôn chuyên nghiệp được nhá. Đó, giá cho các bác là 430.000. Con này công suất 550W này, đầu 10 ly. Đấy, con này thì không có búa nha. Mẫu mã rất là đẹp này, 430.000 này. Còn đây là khoan Deadton 10 ly này. Khoan Deadton 10 ly là bắn máy tôn thoải mái luôn. Đó, hàng logo dập đổ cho em này. Giá cho các bác là 520.000 nhá. 520.000. Đấy, còn bác làm muốn nhỏ gọn nhẹ nhàng làm nhôm kính thì các bác lấy con Betech đầu con này đầu 6 ly. Giá cho các bác 320.000 nhá. Đấy, con này thì công suất của nó sẽ là 450W, 320.000. Đó. Bên này em có máy đục của Hukan, máy đục mũi 14 ly này. Đây, con này giá 1.250.000 thôi các bác này. Theo phụ kiện này, 3 mũi khoan, 2 mũi đục như này luôn. Hàng Hukan chính hãng nha các bác nhá. Đấy, đây là con máy đục 14 ly. Công suất là 1150W này. Đó, cái này các bác sử dụng mũi đục, mũi khoan mũi đục 14 ly nhá. Đấy, mũi khoan đầu gài và mũi đục 14 ly là ok. Còn đây là khoan bê tông của Hukan đây. Con bê tông của Hukan này nó vẫn có nguyên hộp nha các bác nha. Sẽ có này, 3 mũi khoan này, 2 mũi đục này. Nguyên máy và tay cầm một đôi chổi than này luôn. Có hộp đựng máy đầy đủ như này nhá. Giá cho em là 1.100.000. Đó, hàng Hukan chính hãng này các bác này. Logo dập lỗi như này nhá. 3 chức năng và có đảo chiều, con này công suất 1050W luôn. Rất là mạnh nhá. Cái này gọi cho em là bê tông của Hukan. Bê tông của Hukan giá 1.100.000 nha các bác nha. Tiếp theo thì sang đến cái phía bên này em sẽ chi tiết cho các bác máy đục. Máy đục 17 ly này. Đây. Em sẽ có con máy đục 17 ly của Deadton nha các bác nha. Đục 17 ly của Deadton. Con này giá 1.450.000. Con này các bác sử dụng mũi đục 17 ly cho em. Đó, rất là ok luôn. Đây, công suất là 1250W này. Đó. Con này có model là DK0810 nha các bác nha. Kèm theo là có 2 mũi đục đi theo cho các bác. 1.450.000. Đó, con đục của Deadton 17 ly nhá. Còn đây là cái cưa 185 của Deadton này các bác này. Con này 880.000 nhá. Công suất 1500W luôn. Kèm theo có lưỡi. Đấy, có một cái lưỡi cưa 185 đi theo. Tay mở và cữ đầy đủ cho các bác này. Hàng logo dập nổi rất là đẹp luôn. Cưa của Deadton. Đấy. Cưa của Deadton là các bác gọi cho em là cưa 185 nhá. Giá là 880.000. Đấy, còn các bác muốn giá hợp lý hơn thì các bác lấy sang cái con bên này, nó sẽ có một con T-Max này. Đây, cưa T-Max là 750.000. Đó, cũng logo dập nổi hết nhá. Công suất là 1500W. Vẫn kèm theo lưỡi cắt đầy đủ cho các bác ở trong này. Đó, cưa của T-Max sẽ là 750.000. Còn đây là con máy bào của Kenmax này các bác này. Bào vỏ nhựa nhá. Đĩa 82. Cái này lưỡi 82 này. Giá cho các bác 700. Công suất 600W luôn. Phụ kiện đầy đủ này cho em. Các bác gọi cho em là bào Kenmax. Giá là 700. Đó. Tiếp theo thì sang cái phía bên này em sẽ chi tiết cho các bác một cái con máy 5 tia xanh của Hukan nhá. Đấy, bán cốt 5 tia xanh của Hukan. Con này giá 850 nhá. Kèm theo cái chân 1m2 này luôn. Đó, nút ấn cảm ứng và có biên châu này. Cái hộp đựng máy nó sẽ là hộp vải có xốp này luôn. Đây, cái hộp của nó rất chi là chắc chắn này, đẹp nhá. Giá là 850.000 nha các bác nha. 850.000. Đó, miễn phí ship, có kèm theo một cái chân 1m2 như này. Con này sử dụng biên châu và nút ấn cảm ứng nha các bác nha. Đấy, con này nút ấn cảm ứng này. Về các bác lắp như này thì sử dụng này. Đó, cái tia của nó đẹp lắm. Tia rất chi là đẹp nhá. Led cực kỳ luôn. Đó, đây là các bác gọi cho em là máy bắn cốt 5 tia xanh của Hukan nhá. Mã K211. Giá cho bác 850.000. Đấy, còn ok hơn thì các bác hãy lấy sang cái con Toboki này nhá. Đấy, con Toboki này thì nó sẽ là 1.2 triệu. Riêng về 5 tia của Toboki nó sẽ theo cái hộp đựng máy là hộp nhôm. Đó, 1.2 triệu là vẫn kèm theo một cái chân 1m2 luôn. Đấy, còn cái con màu xanh này thì nó cũng đồng giá với Hukan. Cái này các bác gọi cho em là 5 tia xanh, cái mã hộp màu xanh. Đấy, hộp nhựa nhá, giá 850 nhá. Vẫn kèm theo phụ kiện đầy đủ pin sạc này và có chân 1m2. Đó.
Còn bên này hôm nay em sẽ thanh lý cho các bác cái bộ máy bu lông của Hitachi. Đây này. Bộ bu lông của Hitachi là 750.000 nha các bác nha, 750.000. Nó sẽ có hai quả pin như này, một thân máy này, một sạc, một khẩu 22, một dây đeo, một đựng như này. Giá cho các bác là 750.000. Đấy. Con này nó là đầu bu lông 1/2 bu lông rộng cho em. Các bác vừa bắn tôm bắn vít. Đấy, bắn bu lông thoải mái nhá. Giá cho em là 750.000 thôi. Đấy, miễn phí ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì là em sẽ thanh lý hôm nay là kéo bonsai Nhật này, thanh lý các bác giá 80.000 một chiếc nha. Đấy, cái này nó được tặng theo một cái chiếc lò xo như này. Và lưỡi thép thì sẽ là lưỡi chống rỉ nhá. Đấy, sử dụng rất là ok luôn. Còn đây là cái bộ đồng hồ đo thông mạch. Đồng hồ đo thông mạch có hiển thị điện tử, giá cho em là 220.000. Đấy, 220.000, em miễn phí ship cho các bác. Kẹp dòng đa năng này, 3266TD là GT. Đấy, cái bộ này là 280.000 nha các bác nha. Con này các bác vừa kẹp dòng đo tụ, đo chở, đo ôm, đo nhiệt độ phòng, đo được các kiểu luôn. Và có chức năng chống đo nhầm điện, khi mà các bác cắm nhầm điện vào đây cũng không bị chập cháy đồng hồ đâu nhá. Giá cho các bác là 280.000. Đó, 280.000 nó sẽ có theo một đôi que đo này, que đo nhiệt độ và một đôi pin này nữa nhá. Đó, giá 280.000 là kẹp dòng 3266TD là GT. Đó, ổ cắm đúc này em còn ổ 3 lỗ cắm nha các bác nha. Ổ 3 lỗ cắm là 45.000 này. Đấy, ổ 5 lỗ là 45.000 luôn. Ổ 5 lỗ thì nó không có đèn báo nhá, nó chỉ có, đây là có lỗ cắm tròn và lỗ cắm dẹt luôn. Còn ổ 3 lỗ thì nó sẽ có đèn báo LED, nhưng mà nó chỉ có ổ cắm tròn chứ không có ổ cắm dẹt. Còn các bác lấy phích cắm này, phích cắm thì sẽ là 20.000 một chiếc nha các bác nha. Bác nào mà quan tâm dây điện đúc nhá. Đấy, em sẽ có đủ cỡ dây điện đúc này. À, dây 10 đầu tiên là 5m sẽ là 220. Còn 10m sẽ là 320. 15m là 400. 20m là 500. 30m là 700.000. Đó, miễn phí ship. À, với cái dây đúc này ý, thì cái lõi của nó sẽ là lõi 2.5. Một đầu nó sẽ là một cái ổ 3 đúc liền như này. Đấy, và một cái đầu sẽ là phích đúc liền như này luôn. Bác nào cho bác làm công trình công trường, bác làm mà làm công trình công trường thì không để thiếu cái cuộn dây điện như này. Đấy, hàng cực kỳ là chất lượng. Lõi dây 2.5 nha bác nha. Và về cái dây điện đúc này có nhiều bác hỏi em dây nguồn ý, nên là em có đặt công ty làm cho một ít dây nguồn như này. Cái dây nguồn này thì nó sẽ dài 3m nha. Đấy, nó sẽ có một đầu là đúc liền một cái phích cắm như này. Đấy, các bác nhìn thấy nó đúc rất là sâu vào trong này, cái củ đồng to. Đấy, không bao giờ lo bật tuột được đâu nhá. Và một đầu bên này thì nó sẽ có một cái chỗ chờ như này để cho các bác có thể là đấu thiết bị. Đấy, các bác cắm vào các loại máy khoan, máy cắt, máy dịp được. Đấy, cái này thì bao cho bác xài cho tất cả các loại máy. Đấy, cái sợi dây nguồn như thế này thì là dài 3m nhá. Đấy, em đang thanh lý. Đấy, nó còn số lượng ít là em thanh lý gọi là giá gốc cho các bác luôn ấy. Các bác mua ngoài trường không có cái giá này đâu, nhưng mà hôm nay em thanh lý cho các bác là giá 85.000 một sợi. Đấy, 85.000 một sợi nha, các bác có thể ghép chung đơn, lấy thêm 1-2 sợi lấy đi chung cái đơn hàng bao ship ý. Đó, và tiếp theo thì là em còn một ít cái bộ cưa xích bi này bác này. Đây, bộ cưa xích bi này thì là em sẽ thanh lý các bác giá là 800 nhá. 800 thì là nó sẽ có là một thân máy 2 pin 1 sạc. Đấy, pin này là pin 21V, pin 10C nhá các bác nha. Pin 10C, pin trâu như này này. Đấy, giá cho các bác là 800.000 một bộ nhá. Có chọn bộ như này, một thân máy 2 pin 1 sạc. Đấy, một lam một xích này, thiết kế loại lam dài luôn. Kèm theo có hộp đựng như này luôn là có 800.000 thôi quá nhá, 800.000. Đó, 800.000 miễn phí ship luôn. Ấm siêu tốc Thái Lan. Đấy, ấm siêu tốc đun nước Thái Lan giá cho các bác là 170.000. Đấy, lõi của nó sẽ là loại inox nha. Và cái bình này là bình 2,5 lít. Đấy, các bác có một bình và một đế như này luôn. Cực đẹp luôn nhá, giá 170.000. Em miễn phí ship luôn. Đó, giá bao đẹp cho các bác luôn. Pin 15C của Huka này em còn mấy quả em thanh lý lốt luôn. Giá 500.000 nhá các bác nhá. Pin cho pin phổ thông, pin 15C như này. Đấy, pin này. Hoặc là các bác mà cần cái bộ đế chuyển sạc điện thoại của Huka như này. Giá cho các bác 180 này. Kéo bonsai này. Đây là gọi cho em là kéo bonsai đỏ nhá. Giá 60.000, em không bao ship cái kéo này nhá. 60.000 thôi. Riêng cái kéo hoa anh đào này này. Đây, kéo bonsai hoa anh đào này em sẽ tính các bác giá là 200.000. Em sẽ miễn phí ship cái kéo này thì nó sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết luôn này. Đó, bao đẹp luôn nhá. Kéo nhận nhá các bác nhá. Đó. Kéo này các bác gọi cho em là kéo đa lăng cán đỏ nhá. Cái kéo này giá 80.000 này em không bao ship đâu này. Đó. Cái kéo này thì nó sẽ cắt được nhiều chất liệu nha các bác, cắt cây này, cắt vải, cắt dây điện được luôn, cắt gì cũng đều rất là ok.
Giá cho em là 80.000, các bác gọi cho em là kéo cán đỏ, kéo đa lăng cán đỏ cho em nhá. Hò ga mili một mỏ, giá 120 miễn ship, kèm theo cả thuốc hàn và que hàn. Đấy, còn đây là hò ga mili 2 mỏ này, giá 150 miễn ship này. Hò 2 mỏ thì nó không có que hàn thuốc hàn nhá. Đấy, hò 1 mỏ này là mới có. Các bác về các bác phải có bình ga mili nhá. Cái này không có đi theo bình ga, các bác lắp bình ga vào đây là các bác sử dụng hò lông chó lông vi. Đấy. Hoặc là hàn đồng rất là ok luôn. Tiếp theo thì là đây là cạo dầu ống pin, giá cho các bác là 160 này. Có một máy này, một lưỡi cạo sơ cua, một sạc đi theo nhá. Đấy. Giá cho các bác là 160.000, có cả chổi quét như này. Đấy, cạo dầu bằng pin 160 nhá các bác nhá. Tăng đô này, tăng đô cắt tóc của Di Trang này có một pin, một sạc như này, giá 200. Đó. Còn đây là tăng đô 2 trong 1 có cả chức năng cạo dầu, giá cho em là 220. Đấy, có cái này có một pin thôi nhá, giá bao ship luôn đấy ạ. Còn đây là bộ tăng đô của Philips. Bộ này có hai pin nhá, một pin dự phòng, một pin trong máy, giá cho các bác 300.000. Đấy, riêng dòng Philips này thì cái quả pin nó rất là to. Đấy, hoặc là các bác chọn Samsung này cũng thế, Samsung này cũng 300, là có hai pin, một pin rất là to này. Đấy, một pin ở trong máy luôn nhá, hai pin một sạc. 40 cữ đi theo. Giá cho em là 300. Tiếp theo thì em sẽ chi tiết cho các bác mấy cái bộ khẩu này nhá. À, đây là bộ khẩu bắn bu lông, các bác gọi cho em là bộ khẩu xanh nhá. Bộ khẩu xanh 32 chi tiết, giá cho em là 550.000. Đấy, nó có từ khẩu 8 đến khẩu 32 này, các đầu lối dài và cái tròng mở tay như này luôn. Giá 550.000 cho em nhá. Gọi cho em là bộ khẩu xanh 32 chi tiết. Đấy, còn bên này sẽ là bộ khẩu xanh 37 chi tiết. 37 chi tiết nó cũng có từ khẩu 8 đến khẩu 32, tất cả đều là khẩu 1/2 hết nhá. Giá cho em là 650 này, kèm theo các tròng mở tay này, cả cái ngoắt ngoéo này luôn. Và thêm một dãy cờ lê này nữa. Đấy, các bác gọi cho em là bộ khẩu xanh 37 chi tiết cho em, giá là 650.000. Đó, còn đây là bộ khẩu hộp vàng 10 món nhá. Khẩu 1/2 này, từ khẩu 8 đến khẩu 24, dài 10 cm. Giá cho em sẽ là 250.000, miễn phí ship cho các bác này. Còn cái bộ khẩu trong này các bác gọi cho em là bộ khẩu hộp tôn đỏ 27 chi tiết nhá. Nó sẽ có từ khẩu 8 đến khẩu 32, khẩu 1/2 hết ạ. Giá cho em là 500.000, em miễn phí ship này, kèm theo cả tròng mở tay. Với những cái bộ khẩu như này ấy thì là các bác có thể là sử dụng mở bằng máy hoặc mở bằng tay đều rất là ok luôn. Bác nào mà quan tâm đến cái bình đựng nước nhá, em sẽ có bình 600ml, 600ml sẽ là 140.000, còn bình 780ml sẽ là 150.000, còn bình to nhất sẽ là bình 1 lít. Đấy, 1 lít sẽ là 170.000, là em không bao ship nha. Bình này các bác có thể là đựng nước lạnh hoặc nước nóng. Đấy, loại inox này rất là bền nhá. Đấy, nó sẽ có 3 kích thước như vậy cho các bác này. Ngày hôm nay thì em sẽ xả cái lô máy Hookah X1 vào đồ, giá cho các bác là 1.400.000. Đó, riêng về cái lô Hookah X1 vào đồ này nhá, em sẽ chi tiết cho các bác đủ bộ này. Đây, cái loại này thì nó sẽ có bao gồm là một thân máy, hai pin và một sạc cho em. Nó sẽ theo một quả pin 15 cell, một quả pin 10 cell này, một khẩu 22, một dây đeo, một đựng. Hôm nay em thanh lý cái mã này cho các bác, giá 1.400.000. Đây, con này thì đầu bu lông 1/2 bu lông rỗng nhá, búa rất là to khỏe này, máy động cơ không chổi than cho em, giá 1.400.000. Nhưng mà em sẽ tặng thêm cho các bác này, đây, 1.400.000 và tặng thêm cho các bác một cái bộ khẩu này. Đó, em sẽ tặng thêm cho các bác là một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này cho em nhé. Đó, em tặng thêm cái bộ khẩu này cho các bác này. Đó, thì bác nào mà không muốn lấy cái bộ khẩu này thì các bác để đổi qua, thì các bác đổi sang những cái bộ đầu chuyển hay là mũi khoan rồi bộ combo này cho em. Nếu bác nào mà không lấy cái bộ khẩu này, em sẽ đổi cho các bác này một cái đầu chuyển vít, một đầu chuyển khoan này, một bộ combo này và một cái mũi khoan đa lăng nhá, tức là theo một cái mũi khoan đa lăng. Đó, thì các bác có thể lấy cái quà là thì các bác báo bên em luôn. Còn nguyên bộ như này thì là sẽ là 1.400.000 nha các bác nha, 1.400.000. Đó, các bác gọi cho em là bu lông Hookah X1 vào đồ nha. Còn bên này thì sẽ là cái con máy bu lông của Hukan mã F70, giá cho các bác 1.700.000 thôi. Đấy, con này đầu bu lông rỗng, máy không thể than. Đó, con này được xiết 350 lutein nha. Con này nó sẽ có theo 3 pin luôn các bác, một pin 10 cell và hai pin 5 cell như này, một sạc này, kèm theo móc treo chìa khóa này, tiếp mỡ này nữa, dây đeo khẩu 22. Nguyên hộp như này giá cho em 1.700.000 nhá. Các bác gọi cho em là bu lông của Hukan F70. Đó, hoặc là đây là cái bộ máy bu lông của em xin lỗi, đây là máy 12V nhá. 12V của Hukan này. Đấy. Giá 580.000 luôn. Con này thì mã F5. Con này chạy chổi than nhá các bác nhá. Đầu 10 ly,
hai chiếc lăng này. Đấy, bán vít. Giá cho em là 580, nó có hai pin nhá, một pin trong máy, một pin dự phòng, một sạc như này. Đó, giá 580. Ngày hôm nay thì có rất là nhiều các sản phẩm. Đấy, em nói mãi thì cũng không hết được. Đấy, các bác có thể là quan tâm đến cái mã nào thì có thể vào Zalo để bên em sẽ chi tiết thêm cho các bác nhá. Đặc biệt hôm nay này em sẽ giới thiệu các bác cái mã này là cái mã cắt sắt này, mã cắt nhôm cắt sắt này. Đây, mã cắt sắt của Mazda nhá, giá cho các bác là 1.400.000. Đây. Đó. Con này thì công suất của nó sẽ là 2.300W này các bác này. Máy rất là đẹp và chắc chắn cho em nhá. Các bác gọi là máy cắt sắt của Mazda, giá 1.400.000 nhá các bác nhá. Đó. Bên này là máy khoan rút lõi của Đông Trang, hàng chính hãng này, 1.750.000 thôi. Nó sẽ có nguyên hộp như này nha. Máy khoan Đông Trang. Con này mã DZZ90 này. Đấy, DZZ90. Công suất 1.350W. Máy rút lõi bê tông. Còn bên này thì sẽ là máy khoan. À em xin lỗi, đây là một con máy cắt nhôm Romalo. Đấy, con này hàng công ty chính hãng, xài bao ngon cho bác nha. Đó. Cái con máy cắt sắt này, cái đĩa của nó là đĩa 355. Còn con máy cắt nhôm này thì là sử dụng đĩa 255, các bác sử dụng để cắt nhôm cắt gỗ nhá. Hàng Romalo này. Đây. Con này công suất 1.750W luôn. Đó. Các bác gọi cho em là máy cắt nhôm Romalo nhá. Giá cho các bác là 1.550.000. Đó. Còn đây là cái kéo cắt cành trên cao này các bác này. Đó. Kéo cắt cành trên cao đây. Kéo 4m nhá. Em sẽ có kéo 3m là 500, còn 4m thì sẽ là 600. Đấy, với cái kéo 4m như này này, các bác vừa có thể cắt cành trên cao này, hoặc là giữ quả không rơi. Đó. Mỗi một kéo kèm theo một cái lưỡi cưa này luôn. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Giá cho em là 3m sẽ là 500, còn 4m như này nó là 600 này. Đấy, kéo cắt cành trên cao 4m, nhưng mà khi bác thu về nó được 2m. Đấy, còn các bác muốn sử dụng cao phần nào thì các bác có thể kéo ra. Ở đây nó sẽ có một cái đầu chốt để kéo này. Đó. Đấy là kéo cắt cành trên cao nhá. Hoặc là các bác nào mà quan tâm cái bộ máy hàn này. Máy hàn của Kenmax. Đây, con máy hàn mini của Kenmax này. Thanh lý các bác luôn là giá 999.000, miễn ship nhá. Cái này các bác hàn quê 2 ly rưỡi cả ngày cho em. Đấy, kèm theo phụ kiện này, dây hàn, kìm hàn cái mắt đầy đủ luôn nhá. Đó. Sạc của đất tông này. Sạc đất tông. Sạc pin phổ thông cho em, giá 250 nhá. Còn những cái sạc rẻ rẻ như này 120 này, 120 miễn ship này. Sạc này 250. Sạc Hukan thì sạc màu vàng là 200. Đấy, hàn Kenmax là 999k. Hoặc là bác nào mà quan tâm đến những cái con máy